Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ 6 ngày 23 tháng 2 của kênh Yêu Bóng Đá 5G. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật sáng hôm nay. Chính thức, Toni Kroos xác nhận trở lại đội tuyển Đức. Ngày 22 tháng 2, tiền vệ Toni Kroos đã đưa ra một tuyên bố xác nhận anh sẽ trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức trong thời gian tới. Theo đó, Kroos cho biết đã được huấn luyện viên người Đức Julian Nagelsmann yêu cầu trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho kỳ thi đấu quốc tế vào tháng 3 tới. Tuyển Đức sẽ có hai trận giao hữu với Pháp vào ngày 23 tháng 3 và tiếp đón Hà Lan vào ngày 26 tháng 3 tại Frankfurt. Chia sẻ trên Instagram cá nhân, ngôi sao 34 tuổi cho biết: "Các bạn, tôi muốn nói ngắn gọn rằng tôi sẽ chơi lại thi đấu cho đội tuyển Đức từ tháng 3. Tại sao? Bởi vì tôi đã được huấn luyện viên đội tuyển quốc gia yêu cầu nên tôi đồng ý và tôi chắc chắn rằng đội có thể làm được nhiều điều hơn tại giải vô địch châu Âu." Tiền vệ này đang hướng đến UEFA Euro vào mùa hè và anh tin rằng Đức có thể thi đấu ở phong độ cao tại giải đấu. Kroos năm nay 34 tuổi và đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp của mình vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, việc anh tận dụng một cơ hội khác để dẫn dắt Đức tại Euro là một điều hợp lý. Toni Kroos đã không khoác áo tuyển Đức kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2021, chính xác là tại giải vô địch châu Âu vừa qua. Tin tức này chắc chắn sẽ là động lực cho Julian Nagelsmann và đội bóng của ông trước một mùa hè lớn của bóng đá thế giới. Đức gặp khó khăn ở các giải đấu quốc tế gần đây khi không thể vượt qua vòng bảng một lần nữa tại World Cup 2022. Tuy nhiên, giới mộ điệu sẽ kỳ vọng nhiều vào Đức tại Euro 2024 với tư cách là chủ nhà của giải đấu. Messi bị yêu cầu cấm đá 5 trận vì hành động khó đỡ trên sân. Nhà vô địch FIFA World Cup 2022 đã có một pha kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Real Salt Lake vào sáng thứ Năm ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên, điểm đáng nói của trận đấu lại là một điều gì đó hoàn toàn khác. Theo đó, trong một tình huống ở hiệp 1, Messi nhận được bóng ở 1/3 cuối sân và trong nỗ lực vượt qua các cầu thủ, Messi đã trích bóng cực kỳ tinh tế và điệu nghệ qua người một hậu vệ đang nằm sân vì chấn thương trước khi tung ra cú sút và bị hậu vệ đối thủ cản phá. Messi sau đó nở một nụ cười gượng và toàn bộ sự việc đã thu hút một số phản ứng tiêu cực trên mạng. Một số người hâm mộ cho rằng lẽ ra Messi phải dừng trận đấu thay vì dế bóng qua một cầu thủ đang nằm sân vì chấn thương. Một người hâm mộ phàn nàn về tình huống của Messi: "Thật là quá đáng, nên cấm 5 trận." Một tài khoản có tên Brian bình luận: "Nếu tình huống này là Ronaldo thì mọi người sẽ nói anh ấy ích kỷ." Trong khi đó, một fan hâm mộ của Ronaldo đã rất tức giận và bình luận: "Tiếp tục thi đấu khi đối thủ bị thương là điều kinh tởm và phi thể thao. Nếu tôi là trọng tài thì Messi đã bị đuổi khỏi sân rồi." Sau trận thắng dễ trước Real Salt Lake trong trận mở màn MLS 2024, Messi và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân của LA Galaxy vào lúc 8:30 ngày 26 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Lionel Messi và tác động trị giá 1 tỷ đô la của anh đã khiến Inter Miami trở nên lớn mạnh hơn 14 câu lạc bộ ở Premier League về mặt giá trị đội bóng. Siêu sao người Argentina gia nhập Inter Miami vào tháng 7 2013 cho đội bóng thuộc sở hữu của David Beckham. Anh là người châm ngòi cho vận may của toàn đội cả trong và ngoài sân cỏ. Messi đến khi câu lạc bộ đang đứng cuối bảng xếp hạng Eastern Conference, nhưng chỉ trong vài tuần, Evunga đã giúp cho Inter Miami giành được chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử. Anh cũng đã ghi đến 10 bàn sau 7 trận trong quá trình giúp đội bóng của Gennaro Tata Martino giành được League Cup. Sau những tác động khủng khiếp và to lớn đó thì mới đây, theo chuyên gia ngành kinh doanh thể thao Joe Pompliano, Messi là nguyên nhân chính khiến giá trị của câu lạc bộ tăng 72% từ 600 triệu đô la Mỹ lên 1,3 tỷ đô la trong năm qua. Giá trị của câu lạc bộ hiện đã tăng vọt, khiến nó có giá trị hơn 14 đội bóng ở Premier League và chỉ đứng sau Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Liverpool và Manchester United. Sức mạnh ngôi sao của Messi cũng thu hút thêm nhiều nhà tài trợ đến với câu lạc bộ. Tuần này, họ đã công bố một thỏa thuận với JP Morgan Chase về quyền đặt tên. Điều này đồng nghĩa với việc sân vận động DRVPNK sẽ được đổi tên thành sân vận động Chase trong mùa giải này. Miami còn kỳ vọng số tiền họ kiếm được vào năm 2024 sẽ tăng hơn 250% so với 56 triệu đô la họ kiếm được vào năm 2022. Câu lạc bộ cho rằng họ có thể sẽ kiếm được hơn 200 triệu đô la trong năm nay, đồng nghĩa với việc sẽ phá sâu kỷ lục của MLS. Liên đoàn và các đối tác cũng được hưởng lợi rất nhiều từ Messi. Ngày càng có nhiều người đăng ký MLS Season Pass của Apple TV. Bản thân Messi đang nhận được phần lớn lợi nhuận nhờ các thương vụ với Apple và Adidas.
Anh cũng được trả khoảng 20 triệu đô la Mỹ từ đội bóng và có thể mua cổ phần của Inter Miami trong tương lai. MU ra thông báo về Luke Shaw nguy cơ lỡ Euro 2024. Luke Shaw dính chấn thương trong hiệp 1 ở trận thắng 2-1 của Man United trước Luton Town cuối tuần vừa qua ngày 18 tháng 2. Cho tới hôm qua 22 tháng 2, vấn đề hậu vệ trái gặp phải đã được Quỷ Đỏ đưa ra cập nhật mới nhất và anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Thông báo từ Man United cho biết Luke Shaw dính chấn thương cơ và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Man United cần đánh giá thêm để xác định mức độ nghiêm trọng của cậu ấy, nhưng chúng tôi cho rằng cậu ấy sẽ vắng mặt trong vài tháng tới. Mùa giải năm nay, Luke Shaw thường xuyên dính chấn thương. Anh mới có 15 lần ra sân cho Man United trên mọi đấu trường. Sau một thời gian dưỡng thương, Shaw cũng mới trở lại vào tháng giêng vừa qua và lại tiếp tục gặp vấn đề về cơ ở trên. Man United đang gặp khó về nhân sự ở vị trí phòng ngự bên cánh trái khi Thiram Malaysia đã phải ngồi ngoài cả mùa giải. Và mới đây, Quỷ Đỏ cũng đã cắt hợp đồng mượn Sergio Reguilon từ Tottenham. Vì vậy, chấn thương của Luke Shaw càng làm gia tăng độ khó và áp lực lên vai của huấn luyện viên Erik ten Hag. Lúc này, Luke Shaw không chỉ chạy đua với chấn thương để trở lại thi đấu cho Man United, anh cũng phải nỗ lực sớm trở lại để mở toang cánh cửa dự Euro 2024 cùng tuyển Anh vào tháng 6 tới. Với việc phải ngồi ngoài dài hạn, nhiều khả năng Shaw sẽ không thể đạt được thể trạng tốt nhất và huấn luyện viên Gareth Southgate buộc phải có những tính toán dự phòng để thay thế. Luke Shaw được triệu tập lên tuyển Anh lần đầu tiên vào năm 2014. Cho tới hiện tại, anh đã có 31 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đóng góp 3 bàn thắng. Đáng chú ý, trong 3 bàn thắng này có một pha lập công ở ngay phút thứ 2 tại trận chung kết Euro 2021 với tuyển Italia. Trận này sau 120 phút hòa một đều, cuối cùng Italia thắng 3-2 trên loạt sút luân lưu để vô địch. Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 6 tới đây. Giải đấu năm nay, tuyển Anh nằm ở bảng C cùng với Slovenia, Đan Mạch và Serbia. Tam sư sẽ đụng độ Serbia diễn ra vào ngày 17 tháng 6. Siêu máy tính dự đoán cơ hội vô địch C1 của Arsenal sau trận thua Porto. Arsenal đã gây thất vọng khi để thua Porto 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải 2023-2024. Đó là trận đấu mà pháo thủ đã kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 7 lần nhưng không một lần nào bóng đi trúng khung thành. Với việc để thua 0-1, Arsenal gặp một chút bất lợi trước trận lượt về trên sân nhà vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, siêu máy tính Betsy của Betting Expert vẫn dự đoán đoàn quân của Mikel Arteta sẽ tiến vào vòng tứ kết. Arsenal có 54,07% cơ hội lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Pháo thủ cũng có xác suất 16,88% lọt vào trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 1 tháng 6. Siêu máy tính thậm chí còn mang đến cho pháo thủ 8,33% cơ hội vô địch Champions League mùa này. Theo siêu máy tính, Man City là ứng cử viên được yêu thích cho chức vô địch C1 mùa này. Sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi trước Copenhagen, Man City có 33,74% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Xếp sau họ, Real Madrid và Inter Milan có tỷ lệ cơ hội lần lượt là 16,72% và 12,01%. Bayern Munich sau thất bại 0-1 trước Lazio ở lượt đi vòng 1/8 chỉ có hơn 9% cơ hội vào chung kết. Cơ hội vô địch của họ cũng chỉ là hơn 3%. Với Arsenal, họ còn nhiều việc phải làm sau thất bại trước Porto. Pháo thủ đã không vượt qua được vòng 1/8 kể từ năm 2010. MU muốn ăn theo vụ Mbappe. Tờ Relevo của Tây Ban Nha, Manchester United sẵn sàng đưa ra mức giá 200 triệu euro, tương đương 171 triệu bảng, để ký hợp đồng với Vinicius Junior từ Real Madrid, trong bối cảnh họ tin rằng cầu thủ này có thể sẽ ra đi vì sự xuất hiện của Mbappe. Man City chuẩn bị trói chân sao trẻ. Theo tờ Daily Mail, Man City đang chuẩn bị có động thái ký hợp đồng dài hạn với Oscar Bob. Tài năng trẻ người Na Uy đã gây ấn tượng khi được huấn luyện viên Pep Guardiola trao cơ hội tại đội 1 mùa này và sẽ sớm cam kết tương lai cùng với câu lạc bộ. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 23 tháng 2 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của Yêu Bóng Đá 5Go. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.